Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn là mình hôm nay đem cây mai Nhật ra để chăm sóc để cho Tết tới Tết nó trổ hoa nha các bạn. Thì đây là cây mai Nhật của mình được trồng ở trong cái chậu này cỡ 3 galon và mình thấy nó đã ăn hết đất rồi, lộ rễ ra ngoài nè các bạn. Mình để nó ở trên mặt đất và cái rễ nó chung ra khỏi cái lỗ ở đáy chậu và đi ra ngoài ăn xuống dưới đất, nên nó rất là tươi tốt, ra nhiều cành các bạn. Thì bây giờ mình sẽ sang chậu cho nó nha. Thì mình đã lựa cái chậu lớn hơn gấp 5 lần cái chậu mà nó hiện đang ở các bạn. Đây cái chậu mình sang qua cái chậu màu xanh này, và mình dùng cái đất là potting mix của hãng Esper nha. Cái lan này là thuộc loại dây leo của Nhật các bạn. Khi mà nó trổ hoa vào ngày Tết thì nó cũng rất là đẹp. Mai Nhật này của Quỳnh Mai đó thì nó người ta thường có 5 cánh, mà cái loại này nó có 2 lớp màu vàng anh các bạn, chứ không phải vàng đậm, mà nó có 2 lớp. Khi trổ hoa ra có mùi thơm nha các bạn. Thì bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi thì mình sẽ sang chậu. Khi mà sang chậu sang cây từ cái chậu nhỏ thì mình phải lựa cái chậu lớn gấp 2, gấp 3, gấp 4 lần để nó có khoảng không gian, có cái khoảng cách để cho mình bỏ phân thêm thì nó mới tươi tốt được các bạn. Cái bầu đất đang hiện tại cây mai Nhật nó ở thì cái bầu đất này chỉ có 3 galon hoặc cỡ 3 galon các bạn. Nên Quỳnh Mai phải lựa cái chậu lớn hơn gấp 3 lần đó. Cái chậu này lớn thì nó mình bỏ đất vào, bỏ cái bầu cây mai vào xong rồi mình bỏ đất vào thì nó mới tươi tốt nha. Thì bây giờ Quỳnh Mai không có cho cái cây mai này vào cái lồng cà, tại vì nó đã lớn rồi, nó không có chung vào trong cái lồng cà được. Nên Quỳnh Mai dùng cái cây sắt này cỡ chừng 1 mét các bạn. Đây là cái cây sắt màu xanh mình dùng để cặm vào trong cái chậu này. Khi mà mình đã sang qua chậu này và đè nén đất cho nó cứng rồi thì Quỳnh Mai sẽ đóng cây sắt này vào và kẹp cái cây mai vào cây sắt để cho những cây nhánh dây leo của nó rủ ra bốn bên thì nó cũng rất là đẹp các bạn. Mình tỉa lại hoặc là mình làm vòng tròn theo hình vòng tròn, hoặc là mình để rủ xuống, cái nào cũng đẹp các bạn. Mình thấy người bạn của mình làm uống nó theo 2-3 vòng tròn, cái đó là người ta tự uống từ lúc đầu trồng cây xong người ta tự uống. Còn Quỳnh Mai thì chỉ cho nó cặp vào trong một cái cây đưa thẳng lên thì nó từ trên nó rủ xuống thì nó cũng đẹp các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lấy cây mai ra khỏi cái chậu nhỏ và bỏ vào trong cái chậu lớn. Mai đã đổ potting mix vào trong cái chậu lớn rồi. Mình đổ hơn phân nửa các bạn. Và mình khỏa cho nó đều. Rồi trước khi để cái bầu đất của cái cây mai vào trong đây thì Quỳnh Mai sẽ rải cho nó một chút phân plankton nha các bạn. Cái phân này là organic nha. Đây mình rải trên mặt nó, rồi mình mới đặt cái cây lên thì nó sẽ tốt nha. Đó. Mình
rải chừng một muỗng canh hoặc hơn nữa cũng không sao, tại vì phân này phân organic, người ta làm từ xương cá hoặc là con cá các bạn, rồi người ta xay ra và làm thành hộp. Phân này rất là đắt, không bao giờ on sale nha các bạn, không bao giờ lô với lại Home Depot on sale, chỉ bán nguyên giá. Đây mình bỏ thêm một chút xíu hả, rồi mình mới đặt cái bầu đất, lấy cây mai ra khỏi cái chậu nhỏ rồi mình đặt lên đây, rồi mình sẽ đổ đất potting mix chung quanh cái cây. Mình đã trồng cây mai vào trong cái chậu lớn rồi nè các bạn. Đó, thì mình đã cặp theo cái dây mai đó một cây sắt màu xanh cao cỡ chừng 1 mét, thì cái để cho cái dây đó theo cây sắt lên trên và sò xuống hai bên các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy những cái nhánh của nó rủ xuống, rủ xuống chung quanh 360 độ. Thì bây giờ mình đã xong cái sự chăm sóc cây mai trước khi mà mùa đông đến và Tết Nguyên Đán Việt Nam nha các bạn. Thì bây giờ là cuối tháng 10 rồi, đầu tháng 11. Thì Quỳnh Mai sang chậu xong, Quỳnh Mai đã cho nó phân plankton vào trong chậu rồi. Thì mình sang chậu mình sẽ tưới nước, chăm sóc nó hàng ngày để cho nó tươi tốt nha. Rồi tới đầu tháng 12 thì Quỳnh Mai sẽ tưới phân Super Bloom của hãng Scott để cho nó ra hoa nhiều nha các bạn. Thì là cái chai này, là chai này hôm nay Quỳnh Mai giới thiệu với các bạn đó. Thì đầu tháng 12 mình nói hơi lộn một chút. Cái Tết Việt Nam của mình là vào tháng 2, thì đầu tháng Giêng, tức là thí dụ như là Tết Nguyên Đán Việt Nam là vào ngày vào tháng 2 Tây, thì trước đó một tháng thì mình sẽ tưới, tức là cỡ tháng Giêng hoặc là đầu tháng 2 mình mới tưới cái phân Super Bloom này để cho cái cây mai gây Nhật này nó trổ hoa nha các bạn. Đó, thì mình xin lặp lại là tại vì mình chưa có coi lịch là Tết Việt Nam vào ngày nào, nhưng mà trước Tết Việt Nam chừng một tháng thì Quỳnh Mai sẽ tưới cái phân Super Bloom vào trong cây mai này để cho nó trổ hoa nha. Thì khi mà nó trổ hoa thì cái dây mai này nó rủ xuống và cho những cái nhánh đầy hoa màu vàng rất là đẹp các bạn. Đó, thì đứng xa ra thì các bạn nhìn thấy cái cây mai dây của mình rất là tươi tốt nha. Rồi điểm thêm những cái hoa mai vàng nữa thì rất là đẹp nha. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn chia sẻ với các bạn cách chăm sóc cây mai dây vào sang qua từ chậu nhỏ sang chậu lớn, rồi cách bón phân plankton cho nó để nó tươi tốt, chờ đợi vài tháng nữa là tới Tết Việt Nam, Tết Nguyên Đán. Thì trước Tết Nguyên Đán chừng một tháng thì mình sẽ tưới cái phân Super Bloom, thì mình sẽ có một chậu mai dây của Nhật rất là đẹp, trổ hoa rất là đẹp các bạn. Thì mình có thể đem cái chậu này vào phòng khách để trưng luôn.
Tại vì Quỳnh Mai đã lựa cái chậu đẹp và sạch sẽ để sang chậu cho nó. Thì người ta có nhiều cách uống cây mai này rất là đẹp, nhưng mà Quỳnh Mai muốn làm cho nó rủ xuống thấy đẹp các bạn. Vậy thì video hôm nay tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.